Đây là bộ phim Võ Già Trấn Thành ra mắt, là tất cả các khán giả đón từ sáng sớm đến đón Trấn Thành á, fan của Trấn Thành. Nên là đông kín lối đường đi luôn, rất là nhiều các khán giả fan hâm mộ yêu thích cái bộ phim Bố Già ấy. Có rất là nhiều bảo vệ và vậy cho Trấn Thành đi qua khỏi cửa ải này, rất là nhiều các fan luôn, nhất là các fan nữ, nhất là Hồng Hằng luôn, cầm tay nào là kéo đấy các bạn xem nhé, quá là đồng luôn, đúng là người nổi tiếng nó có khác cơ mà. Đấy trời, đông quá luôn mà, cô gái nó cầm cầm áo rồi đi luôn. Thành đấm đánh 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 Thành đấm đánh 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 con gái đúng là người thật. Rồi bây giờ tôi thành vào trong này bị cào xé lên này, trước hết rồi chứ lưng này. Là sao chân thành làm bị sức lưng lên, cái này chắc không phải cạo đâu, chắc phải cầm áo xong cầm không được chắc thì cầm cầm ngón tay nó dài quá, ngón tay không phải ngón tay nhá bạn. Đấy cạo cho một phát thì ăn thịt luôn, muốn ăn thịt của bố già nên thì thôi rồi, phải pha là nó đi ngoài xe à? Cạo đứng trước rồi tay đường tay tôi mặc đồ mà tôi thấy rác rác ở bên cũng khá là. Nhưng mà cả năm ngón tay là bốn ngón tay vẫn còn đi viện trên lưng sao. Sao yêu tôi mà bấu tôi dữ vậy? Bảo yêu mình đến đón mình sao bấu mình chảy máu, trời ơi thế là chết mẹ mình rồi. Ôi ôi bảo yêu mình rát quá, trời ơi cái này thân tàn ma dại này. Eo ôi, còn một người nào ra chứ cũng người cũng ra người, ngựa cũng ra ngựa. Thả ra cái thể thống công dạy gì cả. Có một giáp thôi, còn ba giáp cơ. Ôi, sau cái suất thứ tư là ta không muốn ra con người. Ta đi xuống đất. Ta không muốn ra con người. Đây đây bông cổ này.